Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về công tác mà xả nhị đậu trái đợt 1 của gia đình chị Mãn ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là vườn bơ búc của chị trồng xen với tiêu. Thì clip năm cách đây khoảng có 3 tháng á, là mình quay bà con xem là hướng dẫn bà chồng của chị Mãn làm cành tạo tán và xử lý ra hoa. Thì đây là cái vườn bơ búc mình quay cận cảnh bà con xem. Thứ nhất là búc nó xả nhị, thì những cái trái mà nó đen đầu nó teo lại á, khoảng cỡ 50% cây á, thì bà con tiến hành phun canxi bo được rồi. Thì giai đoạn mà để chăm sóc cho cái bơ búc đó vừa xả nhị xong á, thì mình sẽ nói sơ bà con những cái nào quan trọng mà đầu tiên chúng ta phải làm. Đầu tiên chúng ta phải phun canxi bo, và cái thứ hai chúng ta phải phun nấm cuốn, đó là vấn đề quan trọng nhất. Còn cái vấn đề mà phát đọt non á nha, là cái này nó tùy vào trường hợp và tùy vào cơ chế chúng ta có thể phun nha, chứ không phải là vườn này chúng ta không phun. Có nghĩa là có những vườn nó phát đọt nhưng nó không ảnh hưởng đến trái, nó sẽ không rụng, thì nó sẽ rụng giai đoạn sinh lý đợt 1. Còn những vườn mà nó rụng sinh lý mà trái và miên bi á, thì chúng ta xử lý nó sẽ khác, nó là tùy giai đoạn. Còn vườn này mình qua kiểm tra con xem á, cái số cành hoa nó đậu á, những con ong, những con ruồi á, nhất là ruồi nha bà con, nó là côn trùng có lợi nhưng mà có hại, nên mà con đừng lo, ong ruồi là rất có lợi, ong ruồi bướm là ba con đó là có lợi nha. Còn như có bò xích rồi bò vừng á, những con đó là có hại. Nó là cây bơ bút, đây mình sẽ quay cây bơ ghép bơ thường này. Trái thật sự là mình không thể tưởng tượng được, cái sản lượng đậu rất là cao và nhiều. Một chùm cành nó khoảng 5-6 trái, có thể là một chùm nó mười mấy trái, đậu rất nhiều. Con nhìn là rất là thích. Clip mình quay rất là nhanh nên bà con có thể theo dõi từ từ nha. Đó, chùm bơ rất đậu, nhìn hết cái bơ ghép nó đậu rất là nhiều. Chùm nào cũng có trái, chùm nào cũng có trái, trái rất là nhiều. Thì những cái lá bơ này thì nó tiến hành già rồi, thì bà con có thể phun canxi bo thôi, bỏ qua giai đoạn chặn đọt cũng được. Còn nếu như nó phát đọt cái đùng lên phát là nó rụng rất là nhanh, mình sẽ không khắc phục được, thì mình sẽ nói là tùy vào giai đoạn mà ta phun chặn đọt được. Thôi con xem à, nó là bơ ghép, thì vừa bơ ghép vừa bút thì phun chung công thức hết, đều là thuốc canxi bo phân hóa mầm hoa. Thì cái này là solax canxi, mình cũng nói hướng dẫn bà con ở clip trước. Clip này mình sẽ quay tình trạng xả nhị thôi, đậu trái thôi nha. Trái rất là nhiều, mình không thể tưởng tượng được là lượng trái nó trồng đậu rất nhiều. Đây là cái bơ ghép nha bà con. Nếu mà bơ thường á, thì nó đậu thì mình không nói, đây là bơ ghép, sản lượng đậu rất là cao. Đây là bơ ghép, mình sẽ quay tiếp hết là bơ bút, quay tận cảnh hết vườn. Thì mình nhắc lại sơ một số điểm lưu ý bà con nhớ nè. Trong công tác xả nhị bà con vẫn giữ ấm bình thường cho mình, vẫn giữ ẩm nha, mình nói là giữ ẩm á. Thứ nhất là độ ẩm rất quan trọng, nếu mà độ ẩm nó thiếu nước á, mà gặp nắng như mấy hôm nay á, thì nó sẽ rụng hết. Và cái thứ hai nữa là mấy bữa nay xả nhị á, thì gió rất là nhiều nên khiến cho công tác mà đậu trái á, đậu hoa cũng là rất khó khăn cho bà con. Thứ nhất là gió mạnh nó gây hiện tượng là rụng cuống hoa hết, thì đó nên cái hiện tượng thời tiết gió mạnh cũng đã khắc phục được. Thì hôm nay ngày 12 tháng 3 thì hiện tượng gió nó cũng đã giảm đi rồi, nên bà con có thể thăm vườn, kiểm tra vườn hiện trạng vườn của mình bông xả nhị như thế nào rồi. Thì với những cái vườn mà đã xả nhị được 50% á, thì bà con tiến hành phun canxi bo cho mình nha. Sau đó là phun thuốc nấm cuốn, ở tha là những trường hợp nào có chặn đọt thì bà con phun chặn đọt cho mình. Đây là một cái chùm bơ búc á, bà con xem nè, trái đậu rất là nhiều. Xem này là một chùm này từ 5 đến 10 trái, thì mình tính rụng sinh lý thì khoảng có 40% thì cũng còn được 6 trái. Một chùm 6 trái này khẳng định là cây chịu không nổi, nó điêu cây rất là nặng. Thì công tác này mình quay để con xem được, thì bà con có thể quay lưu lại cách đây 3 tháng mà mình hướng dẫn nông dân tỉa cành ở Cà Đông Anh, cụ thể luôn là ở xã Ena, huyện Cà Đông Anh, tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là vườn bơ mà mình hỗ trợ bà con gia đình chị Mãn hướng dẫn kỹ thuật thuốc thang và phân bón theo từ đầu, quy trình theo từ đầu. Thì hôm nay mình đến thăm vườn, thật sự là mình rất là bỡ ngỡ vì cái sản lượng mình định nghĩ nó sẽ đậu khoảng cỡ 50-60% thôi, và sản lượng này vượt mức là trên 70% là xả nhị đậu trái hết. Thì cái việc xả nhị và đậu trái như thế này á, thì bà con cũng yên tâm đi, nó sẽ trải qua hai đoạn sinh lý. Thì mình khẳng định nếu mà đoạn sinh lý thì sản lượng nó cũng giảm khoảng 30-40% sinh lý thôi, không sao hết. Nhưng mà
nó đã ra trái được như thế này bà con yên tâm, vì có những cái vườn mà nó ra hoa nhưng mà rụng hết luôn á thì cái đó bà con mới lo, nhưng mà ra hoa sẽ nhị đầu trái như thế này á bà con yên tâm, mình sẽ hỗ trợ bà con hết mình về công tác sẽ nhị này, thì nó sẽ nhị tới đâu mình sẽ hướng dẫn bà con tới đó, và về cái chi tiết mà bón phân như thế nào cho quả nó lâu rụng và treo trái được lâu, giữ ẩm được lâu và trái nó không bị nổ này, không bị nứt khi gặp thời tiết mưa, thì mình sẽ nói từ từ từng giai đoạn để tránh tình trạng mà con không có biết được giai đoạn nào và con ta phòng phòng trừ. Thì mình cũng lưu ý nha, nếu trên vườn á mà đang xả nhị á mà bà con muốn phun thuốc sâu hay là muốn nhúng màng hay muốn thuốc xua đuổi côn trùng với thuốc á thì mình khuyên là không nên, vì cái giai đoạn mà bơ đang xả nhị á mà nếu có côn trùng á như là ong bướm ruồi á lằn người á, những con đó nó thụ phấn á thì cái tỷ lệ đậu rất là cao và rất là nhanh, nên bà con đừng có sơ ý mà phun thuốc sâu xua đuổi hết đi thì sẽ không có cái côn trùng lợi nó đến thụ phấn và cho cây chúng ta đậu trái. Cái đó là mình nhắc nhở lại bà con, vì một số bà con chúng ta vẫn thắc mắc á là tại sao bộ xích nó chích hết những cái đọt, những cái lá non, những cành hoa thì phun thuốc sâu được không, thì mình cũng giải thích lại cho bà con là không nên nha, thì cái này trường hợp rủi ro quá thì bà con mới phun thuốc, vì trong giai đoạn này rất là nhạy cảm. Cái thời gian mà bướm có xả nhị rất là nhanh thì từ 10 đến 15 ngày là hết cái đợt xả nhị đợt một này, thì những bà con nào rơi vào đợt xả nhị đợt hai á thì bà con có thể theo dõi clip này để chúng ta áp dụng vào công thức xả nhị đợt hai, để tránh tình trạng con sơ ý không có theo dõi thì khi mà xả nhị xong thì bà con không biết phun thuốc gì và phun giai đoạn nào thì nó sẽ làm cho cái bơ chúng ta sẽ không đạt hiệu quả cao hơn. Đó là mình sẽ cho bà con. Thì toàn bộ cái clip này mình quay rất là cụ thể và chi tiết cho bà con xem trên vườn bơ này, từ đầu vườn mình đến cuối vườn cho những cây bướm này tỷ lệ đậu rất là cao, là mình rất là thích vì trái bơ rất là tròn đều và đậu rất là nhiều. Bà con cứ nhớ rằng nếu một cái sản lượng mà cái trái hoặc cái hoa teo lại là đậu hết rồi, thì cái tình trạng đậu này nó sẽ rụng sinh lý, nên bà con cứ chủ yếu phun canxi bo của mình, thì con nên chọn những dòng canxi bo tốt và nấm cuốn và chặn đọt, lúc đó chúng ta bơm vào. Thì con nhớ là quan trọng nhất là nấm cuốn nha, giai đoạn này nấm cuốn rất là nhiều nên bà con lưu ý cho đó. Đó là mình nhắc lại bà con. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi tất hết video này đi, mình quay toàn bộ cái vườn này, những cây bơ bút nó xả nhị và những đọt non bắt đầu tiến hành phát ra. Mình nhắc lại là bà con không nên ngắt ngọn non nha, có những bà con ta ngắt ngọn non thì ở giai đoạn lứa này thì mình nghĩ là nó sẽ đậu chắc chắn, là con ngắt thì nó sẽ đậu, nhưng mà sau khi lứa thành viên bi á, nếu không có đọt non thì mình khẳng định là 80 đến 90% là trái bơ nó sẽ rụng luôn, vì nó không có ngọn non để quang hợp và trao đổi chất dinh dưỡng thì nó sẽ rụng hết. Đó là mình nhắc nhở lại cho bà con nha. Thì một lần nữa thì bà con đăng ký kênh cho mình đi, để mình tạo cho mình cái động lực để mình quay tất cả các video ở bên trái cây thơm muỗng lắc cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ. À.